Vào sáng ngày hôm nay tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter, tâm chấn nằm ở ngoài khơi Đài Loan và kéo dài đến phía nam Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã thiết lập cảnh báo sóng thần sau cơn động đất này. Động đất tại Đài Bắc xảy ra vào gần 10 giờ sáng giờ Bắc Kinh ở 24 độ Kinh Bắc và 122 độ Kinh Đông, độ sâu 7 km. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã tổ chức họp báo khẩn trong cùng ngày để cảnh báo sóng thần tại quần đảo Okinawa có thể lan đến Miyakojima, một điểm du lịch lặn thu hút đông du khách. Về phía Đài Loan, người dân cho biết các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc rung lắc mạnh, nhưng rất may là cho đến nay không có ai ghi nhận thương vong hay thiệt hại.